Di Đà Phật. Xin đại chúng cùng chắp tay chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 26 tháng 4 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Minh Đạo trong giờ sinh hoạt Phật pháp buổi chiều nhân lễ Phật đản Phật lịch 2558. Và chiều hôm nay Pháp Hòa một lần nữa được gặp quý vị. Có những vị hôm nay bận đi làm và bây giờ chiều thì mới có thể tới được, và có những vị thì ráng ở từ sáng tới chiều. Thì lời đầu tiên Pháp Hòa xin được vấn an sức khỏe quý vị và cầu nguyện quý vị luôn được an vui. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị dùng cơm chiều xong chưa? Xong chưa? À chưa hả? À chưa thì ráng chịu. Thưa đại chúng, hồi xưa có một vị thiền sư. Khi mà Ngài có khách thì một nhóm người bước vào thì hỏi Ngài, thăm Ngài xong thì Ngài hỏi: đạo hữu có đến đây lần nào chưa? Thì cái vị đó nó trả lời: dạ bạch hòa thượng, con chưa đến lần nào, mới tới. Nó: ô vậy hả, thôi mời uống trà. Thầy xây qua đạo hữu kia hỏi: đạo hữu đến lần nào chưa? Nói: dạ bạch hòa thượng, con tới vài lần. Ông nói: vậy hả? Ờ, mời uống trà. Câu chuyện hết. Thì cái câu chuyện đó muốn nói với chúng ta rằng, khi mà chúng ta là người tu Phật, và cái đơn giản hàng ngày đó là không có phân biệt là khách mới hay khách cũ, cứ gặp nhau thì cứ đãi nhau. Cho nên mới thì cũng mời uống trà, mà cũ thì cũng mời uống trà. Cho bây giờ Pháp Hòa gặp quý vị, mới ăn nãy cũng hỏi ăn chưa, và mà chưa bao giờ gặp cũng hỏi ăn chưa, và chưa ăn thì chờ lát ăn. Dạ thưa quý vị, khi mà chúng ta là Phật tử, là cái danh từ chung, dù là người xuất gia hay là người tại gia thì cũng đều gọi là Phật tử, chứ không có phân biệt. Nhưng mà có một cái khác là Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Phật tử theo cái nghĩa thông thường là con Phật, thì tử là con. Nhưng mà cái nghĩa sâu hơn của cái chữ Phật tử là người có cái hạt giống để làm Phật. Bởi vì chữ tử có nghĩa là chủng tử, mà chủng tử là hạt giống. Vì vậy cho nên khi chúng ta nói chúng ta là Phật tử thì nó còn có cái nghĩa là mình nhận mình có cái hạt giống để làm Phật, mà đạo Phật gọi là Phật tánh. Mà cái Phật tánh á, tiếng Anh dịch là Buddha's nature. Nó không có hình, nó không tướng, nhưng mà nó ở sẵn, ở trong lòng của tất cả, ở trong con người, ở trong cái thân mà
chúng ta thường gọi là thân tứ đại hay là thân ngũ uẩn. Làm sao mình nhận ra được mình có Phật tánh? Làm sao mình nhận ra mình có cái tánh đó? Là nó biểu lộ qua cái sống hàng ngày đó. Ngay cả cái tâm của mình cũng không nhận ra được. Nhưng mà mình chỉ biểu lộ qua cái cách sống mà người ta nhận ra cái tâm người đó đang như thế nào. Thí dụ bây giờ nếu Pháp Hòa nổi sân, quý vị nhìn quý vị biết không? Biết. Thì cái sân là cái tâm của mình, tâm sân. Nhưng mình không có thấy, nhưng mà có thể tạm nhận ra cái tâm sân qua cái mặt của cái người đó. Nóng, mắt trợn, tai run, hay là nói những lời khó nghe thì mình biết là người đó đang có tâm sân. Còn cái tánh á, là cái nó tốt nhưng mà nó cũng không thấy. Chỉ khi nào chúng ta mỗi ngày chúng ta phát triển tu tập để nuôi dưỡng cái tánh tốt đó. Còn cái tâm mà sân đó thì mình mượn lời kinh, mình mượn ngồi thiền để làm sao mình tắt cái tâm sân, đẩy cái tâm sân để hiển cái tánh tốt. Mà chúng ta thường gọi là tu tâm dưỡng tánh. Có nhiều người người ta nói tôi không có đi chùa, tôi chỉ ở nhà tu tâm dưỡng tánh. Nhưng mà thật sự câu nói đó nó đơn giản quá. Mà chính người nói cũng không hiểu thế nào là tu tâm, thế nào gọi là dưỡng tánh. Bởi vì cái tâm của mình á, nó có tâm thiện và tâm bất thiện. Thí dụ như tâm che giấu tội lỗi là tâm bất thiện, nhưng mà tâm hối hận là tâm thiện. Tâm tham là tâm bất thiện, tâm xả là tâm thiện. Như vậy thì tại sao chúng ta hàng ngày phải tụng kinh? Tại sao hàng ngày phải niệm Phật? Tại sao hàng ngày phải ngồi thiền? Là để chúng ta huân cái chất lượng, cái bổ dưỡng, để chúng ta làm cho cái tâm sân, cái tâm bất thiện đó nó đi ra ngoài, và để cho cái tánh tốt nó được trồi lên. Chúng ta gọi là tu tâm dưỡng tánh. Hay nói một cách khác, tu tâm là tiêu cực mà dưỡng tánh là tích cực. Bởi vì cái tâm của mình đã có những cái tâm nó chưa lành, cho nên mình phải, nhưng mà bên cạnh cái tâm chưa lành nó có cái tánh lành. Mà cái tánh là cái không thay đổi, mà cái tâm là có thay đổi. Giống như người ta thường vóng, giống như Pháp Hòa nói vậy không? Cái tình á là thay đổi, mà cái tâm là không có thay. Ở giữa tình tâm, tâm tình đó mà. Thì người, nếu mà người thương bằng cái tình á nhiều hơn cái tâm là dễ thay đổi. Bởi vì cái tình là cái vô thường, nó thay đổi theo cái buồn vui của tâm. Cho nên hễ mà tâm mà buồn vui bất thường thì cái tình nó cũng thay đổi. Cho nên ta kêu tâm tình. Nhưng mà tâm mà không tu là tình nó thay đổi. Cho nên phải tu tâm và phải dưỡng tánh. Dưỡng tánh là cái tánh tốt. Không à, ví dụ như mình nấu xong một món ăn, mình gặp ai đó cái mình mời vô, mời vô ăn mà cái tâm mình rất tốt, là tâm tốt gì, cái tánh tốt nó đang hiện lên rồi đó. Cái tự nhiên đang gấp cho người ta vậy, cái chỗ cục này ngon quá thôi để dành lại. Đó là mình thấy là cái, cho nên hàng ngày á là giữa cái tâm tham và cái tánh mà tánh thoải mái, tánh rộng rãi của mình á, nó cứ đi tới đi lui với mình như vậy. Cho nên thường thường người ta nói tu tâm dưỡng tánh. Nhưng mà tu tâm dưỡng tánh không phải là chuyện dễ, mà là cái chuyện chúng ta phải làm mỗi ngày, làm thường xuyên. Mình có cái tánh, thường thường đó, tôi cái tánh tôi vậy đó, à, cái tánh tôi thế này, cái tánh tôi thế kia. Nếu mà là tánh tốt mà không dưỡng á, thì cái tánh tốt đó, nó mất, nó bị cái tâm gì, cái tâm não phiền nó lấn. Cho nên hàng ngày á, cái tâm không tốt phải sửa và cái tánh tốt phải nuôi. Cho nên gọi là tu tâm, chứ là sửa cái tâm. Mà cái tánh tốt thì phải dưỡng nó mới sanh được, cho nên gọi là dưỡng tánh.
Cũng giống như mình nuôi con á, thì chúng ta thường gọi là dưỡng dục. Dục á là mình dạy, dưỡng là mình nuôi. Nuôi con mà không dạy thì chưa đủ là dưỡng dục. Cho nó ăn là mới có dưỡng thôi, nhưng mà không có dục. Dục là giáo dục. Cho nên cái khi mình nuôi con mà cho nó ăn là nuôi cái thân, còn mình dạy con mình lịch sự lễ phép, biết trên biết dưới đó là dưỡng tánh. Dưỡng cái tánh tốt đó, nó có cái phép lịch sự ở trong lòng nó, nhưng mà nó chưa có được ai khơi. Cho nên Phật á, Phật là giác, mà giác là có ba cách giác: bổn giác, thị giác, phải không? Và toàn giác. Bổn giác là mình có cái bản chất giác ngộ, nhưng mà không ai khơi, cho nên nó còn nguyên đó. Ngay một cái giây phút mà mình mới bắt đầu giác là thị giác. Thị là bắt đầu. Pháp Hòa ví dụ như mình có cái tâm hướng thiện, nhưng mà lâu nay mình bình thường, không có gì hết. Tự nhiên một ngày nọ, gia đình mình có một người bệnh, đang khỏe mạnh, thì cái người đó quỵ xuống bệnh. Tự nhiên chúng ta giật mình, à, thì ra cuộc đời là như vậy nè. Mới khỏe mạnh đó, bây giờ bệnh khổ đó. Thì cái giây phút mà mình giác ngộ á, cái giây phút đó gọi là thị giác. Nhưng mà mình đã có cái bản giác rồi, có nhưng mà chưa có khơi. Ngay nhờ cái duyên đó đó, nhờ cái duyên có một người bệnh đó, tự nhiên mình giật mình giác ngộ. Thì cái giây phút mình giác ngộ là thị giác. Rồi ngay cái giây phút thị giác rồi là phải tu hoài nha. Dưỡng tu cho đến khi nào trọn vẹn thì gọi là cứu cánh giác. Cho nên giác có ba cách, thị bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Bây giờ chúng ta có thị giác, có bổn giác rồi. Chúng ta có thị giác rồi, bây giờ mới vô đây nè. Sở dĩ mà vô chùa mà ngồi đây mà chịu nắng, chịu nóng từ sáng tới giờ mà ngồi đây, mà có nhiều vị đi làm về chưa ăn gì hết, mà ngồi đây nghe Pháp Hòa lải nhải đó là dữ lắm rồi đó. Mà xưa đâu có. Vậy thì nhờ cái giây phút nào đó mình thị giác, và ngay cái bắt đầu từ cái lúc mình bắt đầu mình giác rồi á, là mình tiếp tục mình huân hoài cho đến khi nào mình rốt ráo mình giác ngộ hoàn toàn, gọi là cứu cánh giác. Có nhiều vị hồi xưa đâu có nghe Pháp, nhưng mà nhờ bữa nọ buồn buồn lên YouTube bấm chơi chơi coi có gì đặc biệt không, nghe chữ Pháp Hòa cũng lạ lạ, hay là nghe những cái đề tài á, như là tình không chết theo mùa đông, hay là như là làm sao giết được người trong mộng, hay là con đường xưa ta đi. Nghe những cái đề tài đó, hay là bảy loại vợ. Có một đạo chú đó, chú nói trời ơi, nào giờ tôi đâu có nghe băng giảng gì đâu, tự nhiên tôi nghe cái đề tài bảy loại vợ. Tôi tưởng đâu là thầy đang dạy về cái bài của cái anh Di Tiểu Bảo ở trong phim Lộc Đỉnh Ký. Tại vì Vi Tiểu Bảo có bảy vợ á, cho nên nghe bảy loại vợ cái tôi muốn biết coi là cái gì, cái tôi bấm cho tôi nghe, cái tôi thích đó. Thì nhờ một cái băng giảng nào đó nó làm cho mình tỉnh ra, mình thì ngay phút đó gọi là cái gì, giác, thị giác. Nhưng mà không phải mình không có đâu, mình có, nhưng mà tại chưa đúng lúc để cái đó nó sạc lên. Thì cái có của mình gọi là gì? Bổn giác, nhớ không? Mình đã có rồi gọi là bổn giác. Rồi cái giây phút rồi mình giác ngộ nhờ một bài giảng nào đó gọi là thị giác. Nhưng mà không có dừng nha, tiếp tục hoài cho đến khi nào mình cứu cánh giác. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật cũng có cái bổn giác của Ngài, nhưng mà chưa có gặp cái lúc để Ngài giác. Cho nên á,
khi mà Ngài đi ra ngoài ruộng cùng với vua cha dự cái lễ hạ điền, tức là cái lễ cày ruộng ngày đầu tiên, vua xuống vua cày 3 cuốc đất để bắt đầu một cái mùa trồng lúa, để cho dân chúng bắt đầu mùa trồng trọt. Thì Ngài thấy một cái cuốc cuốc xuống, móc đất lên thì một con trùng nó bị đứt làm hai. Thì con trùng nó vừa được xới lên nó đứt làm hai, thì một con chim nhỏ xà xuống móc cái con trùng đó bay lên ăn. Thì vừa khi mà con chim nhỏ nó vừa bay lên thì một con quạ khác nó to hơn, nó bay tới nó ăn con chim đó. Ngài giác ngộ. Ngài nói thì ra cuộc đời này á, thú lớn tranh mồi giết đàn, thú nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua phiền trượt khắp muôn loài. Quý vị có nhớ câu đó không? Sau chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân gian dậy đầy đau khổ, thú lớn tranh mồi giết đàn, thú nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua phiền trượt khắp muôn loài. Thao thức bần khuân suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm Ngài quyết lòng từ bỏ, điện ngọc cung vàng vợ đẹp con yêu, vượt khỏi thành cùng xa nặc nhanh chân, trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cò. Dòng A-nô-ma giữa đêm trường tĩnh mịch, thái tử Tất Đạt đã tầm đạo cứu muôn loài. Chút thôi, hàng quảng cáo mà. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa muốn ví dụ cho đại chúng thấy là cái bản giác là Ngài có, nhưng do một cái gì đó trong cuộc đời này Ngài thấy, cho nên bắt đầu cái giây phút đó nó thị giác, bắt đầu giác và quyết định đi trên con đường này cho đến khi mình trọn vẹn, gọi là cứu cánh giác. Cho nên khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề thì Ngài quyết định một câu rằng: nếu kiếp này ta không tìm được con đường thì ta thề không rời khỏi gốc cây này. Cho nên Ngài ngồi cho đến khi Ngài thành đạo. Khi mà Ngài đi học á, Ngài muốn làm tìm một con đường giác ngộ, cho nên Ngài đi học hết. Đi học với thầy này, đi học với thầy kia, là ở đâu có pháp môn là ở đó có Ngài. Rồi cuối cùng Ngài không tìm được một pháp môn nó thật sự nó mang lại cái giải thoát, cho nên Ngài mới tự đi tìm con đường cho chính mình. Và sau khi mà Ngài đã lọc sạn hết rồi thì bắt đầu chúng ta mới gọi là Phật pháp. Ở đây có một câu hỏi: Phật có trước hay là pháp có trước? Nếu ở trên mặt lịch sử thì pháp có trước chứ. Pháp là gì? Là phương pháp. Thì Ngài là một thái tử bỏ cung vàng điện ngọc đi tu thì Ngài phải đi cầu pháp chứ. Nghe chỗ nào có pháp hay thì Ngài phải tới chứ. Nhưng mà những cái pháp đó Ngài học xong rồi Ngài thấy vẫn chưa có phải là mang lại cho Ngài như cái ý muốn của Ngài. Sàng lọc hết rồi cuối cùng Ngài mới làm gì? Tự mình gom những cái đó lại và tu tập như thế nào để tìm ra con đường. Cho nên sau khi mà Ngài thành đạo thì chúng ta gọi là Phật pháp. Bây giờ pháp này là pháp của Phật đã tìm ra chứ không phải là pháp khác. Quý vị có nhớ cái chỗ đó không? Mình học lịch sử Phật là mình nhớ cái chỗ đó. 6 năm khổ hạnh, 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta, chim hót trên vai sương phủ áo, khu kề dưới gối tuyết đơm hoa. Khổ hạnh đủ cách hết,
nhưng mà cuối cùng không có pháp nào mà Ngài thấy rằng có thể đem lại cho Ngài thật sự an lạc. Trên cái câu nói, câu hỏi Phật có trước hay Pháp có trước? Pháp có trước, nhưng mà pháp này là những pháp tu chứ không chưa phải là pháp của Phật. Và sau khi Phật đã thành đạo và Ngài đã tìm ra con đường rồi, thì kể từ giây phút đó Ngài mới nói cái pháp này là pháp của người giác ngộ. Cho nên chúng ta gọi là Phật Pháp. Cho nên đi học là học Phật Pháp chứ không phải học cái pháp khác. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ người ta ngồi thiền, người ta ngồi thiền để mà mở luân xa hay là để xuất hồn, được không? Có thể, Pháp Hòa không biết. Có thể làm được, nhưng mà hỏi cái đó cũng phải của Phật không? Dạ, xác định không. Nếu quý vị muốn đi cái thiền nào đó là tùy, nhưng mà nếu là quý vị đi cái đó mà nói là cái này thiền của Phật thì không đúng. Mình không có nói ai sai ai đúng, nhưng mà chỉ xác định cái nào của Phật và cái nào không phải của Phật thôi. Nếu muốn tu thiền của Phật thì không xuất hồn đi đâu hết, không mở luân xa gì hết. Thiền của Phật là cốt làm sao cho cái tâm nó tịnh là đủ. Bởi vì con người mình sống hàng ngày là tâm loạn, cho nên bây giờ cần cái tâm định, tâm tịnh, chứ không cần đi đâu nữa hết. Cả ngày đi tới đi lui trong tiệm không mệt sao? Đi có một chút đó mà còn mỏi mà đi đòi chi nữa. Tối về muốn cho nó yên, cho nó tịnh mà ngồi mà còn đi nữa là không được. Cho nên nếu mà hỏi là cái đó của Phật không thì không. Còn ai muốn tu cách nào đó là quyền của người ta, mình không có nói. Nhưng mà chỉ xác định rằng cái đó không phải của Phật. Cũng giống như người ta tin coi bói, người ta có quyền, mình không bác. Nhưng mà hỏi coi bói có phải của nhà Phật không? Không. Hỏi đốt giấy tiền vàng bạc có phải của nhà Phật không? Không. Còn ai muốn đốt cái đó tùy. Nhưng mà hãy anh theo Phật là Phật không có cái này. Anh muốn tin là chụp hình ba người cử đó anh tin, chứ còn Phật giáo không có. Chụp bốn cũng chết như thường, chụp sáu cũng chết như thường, chứ không kiêng gì chụp ba. Chứ không có chuyện là chụp ba người mà cử. Ví dụ hai Phật tử lên chụp với thầy, nó chụp ba được không? Đừng lo, thầy ngồi giữa, có gì ông giữa chịu. Đừng lo chuyện đó. Vậy thì Pháp Hòa xin trả lời câu hỏi là Phật có trước hay Pháp có trước? Pháp thì ở đâu cũng có, nhưng mà đúng Pháp không? Cho nên tại sao mình phải quy y Pháp? Bởi vì chỉ khi nào mình quy y Phật Pháp thì cái giáo lý đó nó mới dẫn cho mình đi trên con đường hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Pháp thì ở đời thì nhiều Pháp lắm. Thí dụ như bây giờ mình buồn quá, bạn mình nói tôi rủ anh đi uống rượu, đi đánh bài, đi đâu chơi đó, đâu có tội. Nhưng mà có lỗi, lỗi là buồn mà uống rượu thì không hết buồn mà thêm bệnh. Buồn mà hút thuốc, không hết buồn mà thêm bệnh, thêm nghiền. Vì vậy cho nên á, mình học Phật Pháp để tìm ra được cái phương pháp để chúng ta giải quyết cái nỗi buồn, cái niềm nỗi khổ của mình cho một cách đúng đắn vậy thôi. Cũng giống như mỗi ngày chúng ta ăn, ai cũng phải ăn, nhưng mà nếu biết tu rồi thì ăn cái gì để lợi ích cho thân. Ai cũng cần phải học, nhưng mà học cái gì để bổ dưỡng cho tâm. Đó là chánh niệm mà nhà Phật muốn chỉ. Chứ trên đời này nhiều món ăn, nhưng mà nếu mình không khỏe mà mình ăn cái chất không lợi ích thì hại thân. Tâm hồn mình yếu đuối, mình chưa vững chãi trên đường tu mà mình nghe nhiều chuyện thị phi quá, làm cho tâm mình lung lay, tu không được. Cho nên gọi là thối chuyển. Chữ thối là lui, chuyển là đổi. Tâm thối chuyển là tâm lui sụp và thay đổi. Còn tâm mà tâm không thối chuyển là mình đi tới. Cho nên tụng kinh lấy cái mỏ ra thỉnh,
thỉnh đều đều, đều đều, cái tiếng mõ là gì? Siêng năng cần mẫn đều đặn chứ không có chấm dứt. Mình tụng kinh cái mõ đó, có cái mõ. Kính thưa thầy, thầy có biết quý cái gì, bí quyết gì để giữ da mặt thầy đẹp hoài vậy? Trời đất, trời đất, cái này sao giống hỏi beauty salon. Con tốn tiền nhiều mà vẫn không đẹp, chịu không nổi. Thưa đại chúng, quý vị nhớ cái bài kệ này nè, là đẹp liền à. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Nhớ bốn câu đó không? Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Đi chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặt tình ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Được như vậy cái da mặt nó đẹp. Ai nói gì thì mình cứ nghe mà, phải không? Ai nói gì à, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Nghe bên này xuyên qua đây, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Trên đời này luôn đổi thay, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Quý vị muốn á, tại sao á hai cái truyền thống Trung Hoa và Việt Nam, chùa của người Trung Hoa, mình bước vô cửa chùa đó, đầu tiên là mình gặp tượng Phật Di Lặc. Bởi vì theo quan niệm của người Trung Quốc, mình bước vô chùa thì lòng phải hoan hỷ, cho nên tượng Phật Di Lặc te toét ngồi cười. Trước khi vô chùa là gặp Phật Di Lặc trước, rồi cái bụng Phật Di Lặc cái sao hoan hỷ. Còn chùa Việt Nam á, bước vô chùa gặp gì trước? Quan Âm, tự Quan Âm Lộ Thiên đó, phải không? Vào trong chùa phải có lòng từ bi. Mà một khi mà lòng từ bi mà có rồi á, thì nước cam lồ rửa sạch hết cái hờn giận. Cho nên Quan Âm cầm nước cam lồ, nhành dương nhúng vào nước thanh tịnh, rẫy rửa những cái phiền muộn ở trong mình, mình vô chùa mới thảnh thơi. Cho nên Pháp Hòa làm bật cái bài kệ bốn câu đó: đi chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặt lòng ai, mặt tình ai chật hẹp, riêng ta cứ động tình. Thì như vậy thì mình sống được như vậy thì có đời nào mình nhăn? Mà không có nhăn thì sao? Khỏi ủi. Bạch Thầy, nếu trong gia đình có người thân qua đời và gia đình có cơ hội mời Thầy và đạo hữu Phật tử tới tư gia để cúng thất thì có sai không? Hay chỉ được cúng thất ở chùa? Kính thưa đại chúng, cái vấn đề cúng thất thì nó cũng phải tùy theo mỗi hoàn cảnh ở mỗi quốc độ. Quốc độ là Pháp Hòa nói là mỗi cái địa phương mình đang sinh sống á. Như ngày xưa ở Việt Nam á, là mình ít có vô chùa cúng lắm, đa phần là thỉnh quý thầy về chùa để cúng cho mình. Ngày nay ra hải ngoại, cái việc thỉnh quý thầy về chùa hơi khó, về nhà hơi khó, là bởi vì chùa không đủ người, mà thầy thì có một mình, thành thử không thể đáp ứng được tất cả các tư gia
khi thỉnh quý thầy về làm lễ. Vì vậy cho nên chúng ta tạo một cái sinh hoạt gần như bây giờ đã trở thành một cái truyền thống cho tất cả các chùa ở hải ngoại, đó là cúng thất vào cuối tuần ở trong chùa. Thứ nhất là thuận lợi cho gia đình, không phải nghỉ làm nếu phải cúng nhằm ngày thường. Cái thứ hai là có người phụ giúp vào cuối tuần ở chùa. Và cái thứ ba là chúng ta có đủ Phật tử, đông Phật tử để hộ niệm, trợ lực cho người thân của mình. Vì vậy cho nên cúng ở chùa. Còn nếu chúng ta được cái may mắn mà chúng ta thỉnh quý thầy với Phật tử về nhà, thì đó là cái may mắn của riêng mình. Mình có được cũng không có tự hào. Người chưa được hay là không được cũng đừng có buồn. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng mỗi người có một cái duyên, và mỗi người có một cái, mình nói theo thông thường là cái phước khác nhau. Nhưng mà ở đâu lợi, ở đâu cũng có cái phần của nó. Nhưng mà thuận tiện thì ở chùa. Bởi vì như Pháp Hòa thưa đó, xin nghỉ làm không cần, bởi vì chủ nhật. Rồi trong chùa có người phụ nấu. Rồi mà đâu phải có một gia đình đâu, 5-7 gia đình cúng chung một cái tuần lễ cúng thất đó. Cho nên ở đây á, không có phải là cúng ở chùa tốt hay cúng ở nhà tốt, mà cúng ở đâu cũng được. Cái quan trọng là cái tâm tịnh của mình. Người được về, được thỉnh quý thầy về nhà cũng không có tự hào khoe. Người không có, cái quan trọng là chúng ta phải thanh tịnh khi cúng thất. Rồi có khi cúng thất mà nó trịch một ngày, hay là nó sai vài ba ngày, có sao không? Không có sao hết. Miễn trong vòng 49 ngày là được rồi. Đó thì Pháp Hòa nói thêm chút, để cho quý vị nào lỡ có người thân mất, thí dụ ngày thứ ba mới đúng thất, mà sau chủ nhật là đã cúng, không có sao. Miễn thuận lợi cho mình trong 49 ngày đó là quý rồi. Vì ở đâu thì chúng ta phải tùy cái hoàn cảnh đó. Dạ. Kính bạch thầy, con thường nằm mơ thấy những người đã mất từ lâu, thân hoặc không thân như má con hay cô hàng xóm. Trong giấc mơ con thấy má con với những món ăn mà bà thích. Đôi khi con cũng thấy các vong lớn nhỏ, nhưng con không sợ vì mỗi lần như vậy con luôn niệm Quan Âm và lập tức những hình ảnh đó biến mất. Không biết như vậy là điềm lành hay dữ. Xin thưa đại chúng là khi mà chúng ta chiêm bao thấy người thân, thì căn cứ theo kinh điển đó, thì những người thân mà chúng ta thường gặp trong giấc mộng, nếu mà là thấy họ có cái vẻ như buồn khổ, thì có nghĩa là họ chưa có siêu thoát, họ nhờ mình trợ duyên cho họ. Còn nếu mình thấy người ta mà thoải mái, nhẹ nhàng, thì đó là điều tốt thôi. Đúng không? Thành thử ra cái này thì cũng tùy theo cái giấc chiêm bao của mình. Nhưng mà trong sách đó, người cũng có ghi nhận rằng có nhiều cái lý do để chiêm bao. Có nhiều khi mình nhớ quá cũng chiêm bao, mình thường nghĩ cũng chiêm bao. Thí dụ bây giờ cái người mình không ưa mà cứ nghĩ tới họ hoài là thế nào, lâu lâu chiêm bao cũng thấy đánh lộn với họ, gây gỗ với họ. Tại vì ngộ lắm, cái người mình không thích là hay nhớ, cái người thương nhớ đặc. Cho nên nguy hiểm á, nếu như á, mình không có một cái sự quan hệ tốt với một người nào đó, mà thôi tạm thời là mình dùng cái danh từ là giận họ hay là xích mích á, đừng có nhớ người ta nhiều, không có tốt đâu. Lỡ mà vô thường nó tới mà mình đi tái sinh đó, là mình mang cái hình ảnh của họ theo đó, là lúc đó mình kết oán với họ đó. Kiếp sau mình gặp họ đó là mình với họ có ân oán đó. Thế nào rồi cũng gặp và có thể chung hãng, là hai bên cứ kình nhau hoài. Thấy không? Người kia có khách cái người này hấy một cái, cái người nọ có khách cái người này quýt một cái, rồi ngồi nói chuyện cứ kiếm cách chọt nhau hoài đó. Cái đó là ân oán. Mà đời, chiều khi đời này với đời khác. Cho nên nếu không thích ai thì xả, đã không thích thì mắc gì ôm. Người thương mà ôm là cũng đã nguy rồi, huống chi là người không thương, trời nguy hiểm. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta một cái chữ xả đó.
xả đó không có nghĩa là xả tiền, xả của không đâu nha, mà phải xả luôn những cái phiền não ở trong lòng mình mới gọi là tận cùng của cái xả. Chứ còn mà xả tiền, xả của, xả vật chất không đủ, cái đó mới có vật chất thôi. Và phải làm sao xả trong lòng. Cho nên có một vị đó đến thăm Phật, ông quẩy một cái túi, cái Phật biểu xả, buông, ông giục cái túi xuống. Phật biểu buông nữa, ông bỏ cái cây gậy xuống. Phật biểu buông cái nữa, cái ông lột cặp mắt kiến xuống. Phật buông nữa, cái ông nói hết gì để buông rồi. Phật mới nói tôi đâu có biểu ông buông mấy cái đó, tôi biểu ông buông cái ở trong lòng ông kìa. Mà buông được cái đó xuống thì mình mới thoải mái được. Tại sao Đức Phật vãng sanh? Nếu Đức Phật vãng sanh vì bệnh hay bị trúng độc? Vì con nghĩ Đức Phật đã thoát khỏi vòng luân hồi, thoát khỏi vòng sinh tử. Thì cái câu hỏi này viết không có rõ, nhưng mà theo Pháp Hòa hiểu đó, là cái câu hỏi của vị Phật tử nói là Đức Phật đã là Phật rồi thì tại sao còn bị trúng độc? Thì ở đây có lẽ là cái vị này được học lịch sử đến cái đoạn cuối của Phật á, là trong chuyện kể đó, khi Đức Phật lớn tuổi, năm đó là Đức Phật 80 tuổi rồi, thì Đức Phật đi trên đường đi về rừng Sa La để Ngài chuẩn bị sẽ thị tịch ở đó. Thì trên đường đi thì dân chúng dọc hai bên đường đó, làng mạc trên đường đi đó, người ta hay tin Đức Phật đi ngang, thì người ta thường tổ chức những buổi cơm để cúng dường cho Phật. Thì trong đó có một ông già tên là Thuần Đà. Ông nghe tin Phật đến cái làng của ông cho nên ông mừng lắm. Ông đi hái nấm về, ông nấu cháo nấm cho Phật. Nhưng mà tội một cái là ông không có biết phân biệt cái nào là nấm ăn được và cái nào là nấm độc. Cho nên ông đã hái nhầm cái nấm độc để nấu cháo cho Đức Phật dùng. Khi mà đưa cháo lên cho Đức Phật ngửi cái mùi cháo thì Đức Phật biết cháo này nấm nấu từ nấm độc. Thì lúc đó Đức Phật, quý thầy cũng sắp sửa bưng lên dùng, thì Đức Phật cản, Đức Phật không cho. Đức Phật nói các thầy đừng có dùng, cái cháo này không có dùng được, riêng tôi dùng. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật là một bậc thầy đầy đủ lòng từ bi, và Đức Phật đã biết rằng cho dù có ăn chén cháo này hay là không thì đức sức khỏe của Đức Phật cũng đã đến lúc cạn rồi, và Ngài sẽ ra đi trong vài ngày tới. Bây giờ ông Thuần Đà đã quá lớn tuổi, vì thương Phật mà nấu cháo nấm này cúng dường, nếu Phật không dùng thì phụ lòng ông cụ, mà không dùng thì Phật cũng sẽ mất thôi. Vì lòng từ bi mà Phật dùng. Còn riêng đối với các thầy, chưa đến lúc phải đi, cho nên không cần phải hy sinh. Như vậy, Đức Phật giác ngộ là giác cái tâm. Đức Phật vẫn còn cái thân thể tứ đại giống như tất cả chúng ta. Trên cái chuyện mà Đức Phật có đau lưng và bệnh chết là chuyện thường. Quý vị đừng có hiểu lầm, Đức Phật là như một người thánh rồi phải không có chết. Không phải như vậy. Cho nên á, chúng ta thường nói như thế này, chúng ta gọi Đức Phật là Như Lai, phải không? Quý vị thường gọi Phật là Như Lai. Như Lai nghĩa là gì? Như và lai. Như là đến như thế nào, đi như thế đó, gọi là Như Lai. Đức Phật đến cõi đời này cũng giống như chúng ta, có cha, có mẹ, rồi Đức Phật cũng có gia đình, rồi rời khỏi gia đình để xuất gia tìm đạo và giác ngộ và giảng dạy. Thì chúng ta cũng vậy. Cho nên Phật sanh ra như thế nào thì Phật mất cũng như thế. Đó gọi là Như Lai. Hay chúng ta hiểu một cách khác nữa,
Đức Phật muốn xác định cho chúng ta một điều rằng Đức Phật là một con người bình thường như mình, nhưng mà nếu cần tu thì sẽ thành. Thì chúng ta không có lý gì tu mà không thành. Pháp Hòa hay ví dụ, tu như một người ăn bánh. Ăn một cái bánh thì no một cái bánh, ăn hai cái bánh thì no hai cái bánh, mà không ăn thì không có no. Cũng như thế, tu một ngày hạnh phúc một ngày, an lạc một ngày, tu hai ngày an lạc hai ngày. Tu là có tiếng, không tu là không tiếng. Nên đừng có lầm, Phật giác ngộ rồi hồi sanh tử. Dạ thưa không, cái chữ luân hồi sanh tử mà nhà Phật muốn nói đó là như thế này: chúng ta vẫn luân hồi sanh tử, nhưng nếu chúng ta không giác ngộ hiểu đạo thì chúng ta luân hồi sanh tử bằng khổ đau. Còn người có hiểu rồi thì luân hồi sanh tử mà không khổ không đau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, mình đi làm cực muốn chết, về nhà phải nấu ăn cho con. Rồi có bữa nấu lên nó không thèm ăn, nó đòi ăn món khác. Mình khổ không? Làm hết á, nhưng khổ là tại vì á, mình biết á, con mình nó khó ăn, và nó ăn cái gì được mình mới mừng. Còn mình nấu ra nó ăn không được mình đâu có mừng. Cho nên người ta vẫn trả nợ. Mình nói nôm na bình thường á, gặp những cái chuyện gì không vui trong cuộc sống này, cái người mà không giác ngộ coi, ta vừa trả mà ta vừa khổ. Trời ơi trời, tại sao tôi phải khổ như thế này? Tôi nghĩ tôi từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm ác với ai đâu, mà sao bây giờ tôi phải khổ? Mình không làm ác đời này thôi, đời sau, đời trước như ai biết mình xéo sắc. Thành thử ra nhiều khi cái người ta ngộ, người ta trả mà ta không khổ. Cho nên cái người mà ngộ nghiệp mà người ta lại nói rằng người ta đang phát nguyện. Còn người mà không hiểu coi, trả nghiệp mà thấy là nghiệp cho nên khổ. Cho quý vị nhớ là Đức Phật giác ngộ cái tâm, nhưng mà không lầm cái thân này vẫn là thân vật chất. Mà đã là thân vật chất thì không thể nào không có bệnh. Thưa đại chúng, là gần đây sức khỏe Pháp Hòa ít, thì quý Phật tử các nơi hay tin cũng thường viết thư thăm Pháp Hòa, và lúc nào thỉnh thoảng Hòa nhận được một câu như thế này: Thầy ơi, biết rằng Thầy có Phật độ, nhưng Thầy cũng đừng quên Thầy vẫn là thân tứ đại. Gọi là quý Phật tử muốn nhắc Pháp Hòa là phải chăm sóc sức khỏe cho mình chút á. Nhưng mà những câu nói đó nó có tính cách hiểu đạo, có giác ngộ. Tức là mình đừng có quên. Hôm rồi Pháp Hòa đi thăm bà cụ 98 tuổi trước khi qua đây nè. Trước khi bay qua đây là đi vô dưỡng lão thăm bà cụ 98 tuổi. Thì bà cái gì cũng muốn tự làm, quần áo mặc tự may, tóc tự cắt, rồi đi tắm không cho y tá tắm, tự mình vô trong nhà vệ sinh tắm té cái rầm. Xong thì Pháp Hòa vô thăm và nói: Bà ơi, bà đừng có quên rằng bà đang ở cái tuổi 98. Ngày xưa mình khỏe, mình làm hết tất cả việc đúng, nhưng bây giờ mình phải chánh niệm, ý thức rất rõ về sức khỏe của mình, để mình tìm cái việc gì nó phù hợp với sức khỏe của mình, mặc để mình không có làm phiền người khác. Cho nên người già ở đây của mình cũng vậy. Mình qua đây mình sống, con cái có thể không giống như ngày xưa mình nghĩ, hay là không giống mình đối xử với ông bà, cha mẹ mình ngày xưa. Quý vị đừng có buồn, vì tất cả chúng ta phải ý thức chúng ta đang sống ở quốc độ nào và hoàn cảnh nào. Ở Việt Nam nghèo gì nghèo chứ, sáng cũng cà phê ăn sáng, ngồi nói chuyện dốc một chút rồi đi làm, ăn trưa xong còn làm giấc. Còn mình ở đây làm nhiều khi không có giờ để ăn trưa. Việt Nam mà giàu giàu một chút là mướn ô xin rồi.
Còn mình ở đây giàu cỡ nào giàu chứ cũng phải làm, cũng phải clean nhà, dọn nhà chứ đâu có mướn được. Bởi vì mình trả không có nổi. Ở nước nào thì phải trả theo tiền nước đó. Ở đây mà đi làm clean nhà cho người ta cũng tháng 1-2 ngàn, mà ở Việt Nam làm gì được. Cho nên mình không thể phân bì được, mà cũng không có thể so sánh được. Quốc độ nào thì có đời sống quốc độ đó. Cho nên bây giờ các bác ở đây á, cứ chánh niệm sức khỏe của mình, tuổi già của mình và cái lợi phước của mình. Trời ơi, mặc dù buồn thiệt á, con cái đi làm hết nhưng mà tôi cũng có phước. Ở một cái nơi mà không khí tốt, mọi việc tốt, bệnh thì có bác sĩ, y tá lo, tiền già cứ mỗi tháng Obama nuôi. Mà không biết ai bầu ai, mà thấy ông nào lên tổng thống mà cũng lo cho tôi hết, chứ ông nào bỏ tôi đâu. Hiểu vậy cái tự nhiên sao? Tâm hồn mà nó thảnh thơi. Cái đó gọi là thân vui mà tâm cũng vui. Nhờ sáng và thưa đó. Còn nếu không á, thì thân vui mà tâm lại không vui. Tại sao tâm không vui? Là vì không biết mình được cái thân tốt. Còn nếu mà mình không nói là chỉ lo cái thân mà quên cái tâm. Có đời sống vật chất tốt rồi, nhưng cũng không quên làm gì? Tạo phước tiếp để mai mốt có phước nữa. Mỗi tháng Obama cho 800, thôi trích 50 cúng vàng, ăn 750 thôi. Có phước không có hưởng hết. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước không có hưởng hết, phải chừa lại. Cho nên phải bố thí. Mà bố thí đâu phải, cái đó là bỏ vô nhà băng. Mà nhà băng gì? Nhà băng không bao giờ hết. Không cần ai giữ sổ, không cần phải lâu lâu coi cái balance, coi coi mình còn nhiêu phải không. Cứ deposit vô đó, có người kiểm tra hết. Bây giờ buồn quá, nói hồi đó tôi nuôi con, tôi làm này cho con, bây giờ tôi không làm được gì, tôi vô dụng. Dạ không, quý bác không bao giờ vô dụng. Không làm được việc cho con, ngồi niệm Phật cho con. Niệm Phật ban phước cho con, làm ấm cúng trong gia đình. Mà niệm riết cái tâm nó tịnh, cái dễ tánh, không có khó khăn nữa. Mà niệm Phật riết cái tâm nó thanh tịnh, ngon dở vẫn bình thường. Thấy không? Niệm riết cái tâm mình nó an nhàn vậy thôi. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương vẫn thấy, đã thấy đời lên hương. Cho nên thưa đại chúng là giác ngộ là giác cái tâm. Nhưng mà mình đã thọ thân thì phải chịu cái chi phối của khổ thân. Cho nên Đức Phật là người giác ngộ, nhưng mà vẫn có cái thân tứ đại giống như tất cả con người mình. Thì cái chuyện mà Phật không ăn chén nấm độc đó, Phật cũng chết bình thường thôi. Chứ đâu có phải là không dùng cái chén nấm đó rồi là không ấy đâu. Có hết. Bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con phương pháp khắc phục những cơn sân nóng nảy. Thưa đại chúng thì một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Thôi bây giờ viết cái câu này xuống cái tự nhiên sao? Tự nhiên mình trị được cơn giận mình à. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Được chưa? Rồi. One more time mà, chả có trả tiền overtime không? Thưa đại chúng á, cái sân á là một trong những tâm bất thiện, mà trong tất cả chúng sanh không người nào không có. Cho nên trong kinh á, người ta hỏi ngài Duy Ma Cật, trong kinh nói rằng nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Tại sao gọi là nơi nào có? Bởi vì địa ngục là gì? À, khi tâm mình sân giận, nóng nảy, tức tối, bực bội, tham lam, ích kỷ, tất cả những cái tâm bất thiện gọi là địa ngục.
Bởi vì địa là gì? Địa là dày chặt, ngục là đen tối. Mình dày đặc đen tối là địa ngục. Địa ngục không ở trong lòng đất, không phải địa ngục trong lòng đất, mà địa ngục ở ngay khi mà tâm hồn mình đang buồn bực, tức tối. Cho nên quý vị đừng quên là hễ còn chúng sanh là còn nóng giận. Bất quá là mình biết làm cho cái cơn giận mình nó lắng xuống thôi. Cho nên mình tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật là vậy đó. Để làm cho cái cơn giận mình nó lắng xuống. Nó cứ ở yên đó, nó đừng có trồi lên. Rồi mỗi ngày mình làm cho cái tâm thiện mình nó lên. Thí dụ như mình bố thí là mình làm cho cái tâm thiện bố thí nó lên, biết thương người. Mình hỷ xả là cái tâm tha thứ. Mình ăn chay, mình niệm Phật là cái tâm thiện mình làm cho nó sinh khởi. Rồi khi nào mà nóng giận định nói á, thay vì ngày xưa mình nói, giờ kiếm chỗ ngồi, ngồi cho nó lắng xuống hồi đã nói. Mặc dù vẫn giận, vẫn sẽ nói, nhưng mà nói khi nguội á, nó đỡ hơn nói lúc nóng. Không cấm mình nói, nhưng mà mình nên lựa lúc nói. Thưa đại chúng, là người xuất gia cũng chưa hết sân. Pháp Hòa nói vậy đó. Bất quá là người xuất gia biết lắng cái sân. Cho nên lỡ lúc nào quý vị thấy một vị xuất gia nào mà nổi sân á, quý vị cũng bình thường chứ đừng ngạc nhiên. Có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, chứ thầy tu sao mà hay quá, lúc nào thấy thầy cũng nhẹ nhàng, cũng cười qua đây. Đừng hiểu lầm nha. Lầm to nha. Xin thưa đại chúng á, là hễ còn ở trong cái cõi đời này, đặc biệt là còn giao tiếp, thì còn phiền não. Phiền là gì? Phiền là buồn, não là rầu. Buồn rầu kêu phiền não chứ gì đâu. Đâu cần ai chọc mình mới kêu phiền não đâu. Chuyện người ta mình cũng bực dùm kêu phiền não. Thôi Pháp Hòa nói cái chuyện đơn giản thôi. Pháp Hòa hay ở, nếu đi giảng thì thôi, mà ở nhà là Pháp Hòa hay nấu ăn cho mấy chú tiểu. Thích làm đồ ăn cho mấy chú, làm thức ăn cho mấy chú đi học. Nhiều khi mình làm ăn cho đúng kiểu đúng cách, mà ăn không đúng kiểu đúng cách cái mình sao? Bỡ ăn dạy dở của thầy. Và hễ và nói như vậy là phiền não đó. Thí dụ mình ăn một tô phở, mình đâu phải lần đầu tiên ăn phở đâu, ăn hoài. Mà lúc nào ăn phở cũng có ngò gai và rau quế. Lỡ hôm nào không có cọng rau quế, đừng phiền não. Đâu phải bữa nay là lần đầu tiên mình ăn đâu, mà ăn thảnh thơi như vậy gọi là ăn không phiền não. Quý vị hiểu ý mà nói không? Không ai chọc mình giận đâu. Cũng ăn vậy mà cứ nhai tụng hoài. Phở mà không có quế ăn vô mà cũng đũa. Phở mà không có quế ăn gì vô cũng đũa, ăn hết tô phở cũng không có quế. Nói chi cho nó khổ vậy hả? Mà thích nói vậy đó. Thật ra là phiền não là gì? Chỉ cần mà mình bực cái là thoải, dù cái gì mà nó làm cho mình không thoải mái là kêu phiền não hết á. Chẳng hạn như á, mình bày ra cái chuyện cúng linh, cúng vong á, cúng người mất á, bày ra ba chung trà. Ba chung là mình đặt chứ có ai viết sách mà để là ba chung đâu. Lỡ hôm nào chật quá chung thôi. Đứng cúng mà nói hoài con chung sao uống, con chung sao uống. Phiền não nha. Phải không? Rồi Pháp Hòa nói á, thí dụ như tụng kinh. Tụng kinh xong rồi thì quý vị cứ đặt ra một cái chuyện gọi là tụng kinh xong phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Lỡ bữa đó không tụng Bát Nhã Tâm Kinh đấy, bữa nay chùa tụng kinh thiếu. Tụng kinh sao biết thiếu biết đủ. Tùy thời gian mà thêm chứ, mà tùy lúc mà bớt chứ. Phải không nè? Thành thử ra tại sao mình ăn no quá rồi không chịu ăn nữa, đói quá mà muốn ăn thêm, mà tụng kinh lúc nào cũng bắt đủ hết. Kinh không có thiếu đủ. Mà cái người hành lễ phải linh động, biết lúc nào thêm lúc nào bớt. Vậy đó, hết phiền não vô. Cho nên tụng kinh để nguyện tiêu tam chướng,
trừ phiền não mà mình cộng phiền não không. Nhưng mà thật ra cái chữ đó, đó nếu mà tụng cho đúng là phải tụng vậy nè: nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, chứ không phải trừ. Đúng cái chữ trong kinh chữ Hán là phải nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Tam chướng là ba cái chướng nè, phiền não chướng nè, phiền não chướng, nghiệp chướng, pháp chướng. Ba cái chướng và cộng thêm tất cả những cái chướng khác gọi là chư phiền não. Phiền não nhiều lắm đó. Chứ không phải là ai chọc mình tức mới kêu phiền não đâu. Bất cứ cái gì và khó chịu là kêu phiền não hết. Người ta ăn mà mình cứ đứng mình nói hoài à, mà mình không có ăn, mình thấy ta ăn không đúng mình bực, phiền não. Mình không có ăn. Giống như mình gặp cái người đó, trời ơi cái người đó xấu quá mà nó cũng thơm. Ủa mắc mơ tới mình. Hai người ta thương chứ mắc mơ mình. Và mình cũng nói, quý vị thấy phiền não không? Cho nên nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Phiền não đủ thứ. Cho nên á, phương pháp khắc phục của mình là gì? Là tự mình phải có một cái gương soi chiếu. Sở dĩ mình giận là tại vì mình cứ nhìn cái này, phải thế kia, cho nên mình mới giận. Cho nên có ai mà gọi là cãi đúng không? Toàn là cãi lộn không à. Biết lộn mà cũng cãi, mới kêu cãi lộn. Chứ có ai nói tôi mới cãi đúng xong á, không ai nói vậy. Toàn cãi lộn không. Sống với nhau mấy chục năm rồi bắt đầu trách móc. Có Phật tử là hỏi thầy, thầy tại sao kêu trách móc? Phải rồi, không có móc ra sao trách. Phải có móc ra mới có trách. Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Đó, chư là vậy đó. Nó lẳng nhẳng vậy đó. Người ta cấm bình hoa không có hợp mắt mình cũng nói. Hay là ai nó làm gì mình cũng có thể mình phiền muộn được hết. Là như vậy. Cho nên cái sân là cái tức giận ai cũng có, nhưng mà chúng ta soi. Cho nên tụng kinh có lợi lắm. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Ba chốn ngục hình là gì biết không? Là tham, là sân, là si. Ba cái cõi đó nó giam mình. Tụng kinh với Phật mình nói nghe ngon lành lắm. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Mà người ta mới có lúa mình chạy vô rồi. Thấy phiền não tới cửa nhảy vô. Cho nên nghiệp đó là phải hai đầu à. À, nghiệp người này tới nè, mình nhảy vô mới hai nghiệp nó mới có quả. Thí dụ như người ta thương mình không thương lại làm gì có quả. Cho nên nghiệp là phải hai đầu nó đi tới. Cái cô đó cổ có gì đó nữa, cổ có nói với mình á. Cổ nói thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Cổ nói vậy đó. Mà nếu mình đáp lại mình nói đếch co ok là nghiệp sanh. Còn nghiệp sanh thì mình nói tại nghiệp. Không phải. Bây giờ nghiệp không có sanh nè. Thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Thì nó thoải mái thôi. Cho nên nghiệp là hai đầu. Kính thưa thầy, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, hoặc làm phước để lại cho con, kính xin thầy giải thích nhân quả hai câu trên. Thì người ta thường nói á, bà tu bà chứng, ông tu ăn ông chứng hay ai ăn nấy no. Vậy thì tại sao trong trường hợp này nói đời con ăn mặn, đời cha khát nước, hay là nói rằng ủa đói bụng mà đó nghe ăn ăn
nghe ăn ăn nghe quên hết trơn. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thưa đại chúng, cái câu này á, theo Bà hiểu là như thế này. Khi mà mình sống ở trong đời á, nó đều có những cái phản ảnh nó tương giao. Thí dụ như quý vị ở gần một người tốt thì lâu ngày cũng lây cái tốt. Mình ở gần một cái người thô, lâu ngày nó cũng là lây cái thô. Thì cái câu nói này á, nó không phải ở cái chỗ trả quả, mà nó ở cái chỗ ảnh hưởng về mặt sống. Pháp Hòa ví dụ, có cái cô đó, cổ hay nói với đứa con của cổ là mỗi khi nó không nghe lời đó, thì dùng cổ dùng cái từ là sao con ly quá. Thì đứa nhỏ này nó không hiểu cái chữ đó, nó chỉ hiểu đơn giản là khi nói mà không nghe thì kêu lì. Bữa nọ nó cũng nói với mẹ, nó nói sao mẹ lì quá, con nói mẹ không nghe. Thấy không? Thành thử ra cái đó gọi là mình ở gần đâu thì nó ảnh hưởng ở đó. Cho nên, nhưng mà phước thì nó có cộng phước, và tội thì nó cũng có cộng tội. Chẳng hạn như bây giờ á, Pháp Hòa đi giảng, đi khắp nơi Phật tử thương. Thí dụ người ta làm cho một sửng bánh bò, thì trên người ta nói là cho thầy, nhưng mà thật sự ra thì Pháp Hòa đem về thì mấy chú ở chùa hay là toàn chùa cũng được hưởng. Như vậy thì nếu mà đó là cái phước của Pháp Hòa thì người thân sống chung với mình á, ít nhiều cũng có hưởng cái phước đó. Còn nếu mà ngược lại, mình đi ăn trộm ăn cắp của người khác về mình nuôi con mình á, mặc dù nó không xúi mà nó có ăn, thì cái đó gọi là cộng. Cái cộng ở đây có nghĩa là ít nhiều có cái phần ảnh hưởng. Mà quý vị thấy trong đời á, chúng ta thường thấy á, là tất cả nó đều có liên đới hết. Và chính khi chúng ta thấy được cái câu nói này, nó chỉ muốn nhắc nhở chúng ta rằng á, cái chánh phải tốt thì cái y nó phải tốt. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình vô nhà của một người nào, người ta gọn gàng, cái tánh, cái bản chất sống người đó gọn gàng, mình bước vô nhà mình biết không? Biết, tại vì mình thấy cái nhà người ta là sao? Sạch sẽ, gọn gàng. Mà mình bước vô nhà mình thấy tùm lum á, là mình cũng biết người chủ nhà cũng hơi bề bôi. Rồi cái người nào mà có cái tánh cải lương, nhìn cũng biết nữa, tại mặc đồ hơi cải lương. Thành thử ra mình mới thấy là cái chánh báo là gì. Chánh báo có nghĩa là cái miên, cái của mình đó, bản chất như thế nào thì cái phản, cái y nó cũng như vậy. Chứ là chánh báo là mình, mà y báo là cái phụ. Thì bây giờ chánh báo là mình, mà con cái mình là nó phụ. Có những gia đình đó, không bao giờ ăn chao, cũng không bao giờ cho con ăn chao, cho nên bây giờ nó vô chùa nó ăn, nó không biết ăn chao. Tại vì từ nhỏ tới lớn gia đình không ăn chao. Thì Pháp Hòa ở trong chùa thấy rõ ràng gia đình ăn cái gì là ảnh hưởng đứa nhỏ ngay đấy. Người mẹ mà nấu ăn lạc, cả nhà bắt đầu từ từ ăn lạc thôi đó. Thầy viện chủ của bệnh á, là hồi nhỏ thầy ăn lạc lắm. Sau có một bà cụ vô chùa, xuất gia ở trong chùa, bà thì ăn rất là mặn, cho nên bà nấu ăn, bà nấu mặn lắm, ăn riết cả chùa ăn mặn hết trơn. Cho nên bây giờ ai cũng tăng xong. Quý vị thấy như vậy. Pháp Hòa có mấy chú tiểu nhỏ, mỗi lần mà làm lễ thì mấy chú lên dự, thì thầy viện chủ mỗi lần thầy làm lễ, thầy hỏi giới thứ nhất không sát sanh quý vị giữ được không? Cái Phật tử đấy, mô Phật giữ được. Cái thầy nói tốt lắm, tốt lắm. Mấy ông nhỏ nghe học y chang. Ai trong huynh đệ mà chơi với nhau mà làm gì cái đấy, tốt lắm, tốt lắm. Ảnh hưởng. Thật ra cái chánh mình như thế nào là cái y nó như vậy. Cho mình mới mỗi lần mình tụng kinh á, mình tụng cái bài á, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Cái là Phật và chúng sanh, cái bản tánh hai bên á, vốn nó vắng lặng. Cái chỗ đó là cái chỗ cảm thông không thể nghĩ bàn.
đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Phật tử mà đi chùa lâu năm gần gũi sư cô trụ trì đây á, mà chỉ cần sư cô nhìn cái vị đó, trong cái trường hợp đó là người đó biết ý sư cô muốn cái gì. Cũng giống như ở nhà hồi nhỏ vậy đó, không bao giờ mình dám lên xin cha mẹ đi chơi, đợi có khách mới xin. Tại mình biết ý làm sao, có khách là cha mẹ không có la, xin là được à. Thấy không? Mà lạng chạng mà chỉ cần ba mình nhìn mình cái thôi là lem lép đi. Thì ba mình dạy mình qua con mắt, đâu có nói đâu, phải không nè? Cái chỗ đó là cảm thông không thể nghĩ bàn. Người khách họ nói, ủa sao nó mới rần rần đây mà tự nhiên anh nhìn nó một cái nó lui hết trơn vậy. Thấy không? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mình với Phật cũng có cái giao cảm không thể nghĩ bàn. Chứ có nhiều vị thầy mình gặp cứ tự nhiên mình có một cái thân thiện như là mình nhiều lần quen biết. Đó là mình biết cái duyên mình với cái vị đó. Có nhiều mình nghe giảng cũng nhiều mà tự nhiên tới cái vị đó cái mình hiểu nhiều hơn, mình hiểu sâu hơn, mình thấy rằng dễ nhận hơn cái duyên của mình đó. Chờ đây á, cái câu nói này là chỉ muốn nhắc nhở rằng nếu mà mình muốn con cái của mình ảnh hưởng cái nhân quả, đây là ảnh hưởng cái nhân quả của cái sống, cái cách sống, chứ không phải vấn đề mình làm này mà con mình bị kia. Giọt nước trước nó rớt làm sao thì giọt nước sau nó cũng rớt y như vậy. Mà người ta dùng cái từ là điểm điểm tích tích bất sai gì, giọt giọt rơi xuống ngay chỗ đó, ngay chỗ đó, không có sai, không có sai được. Cho nên cái nhân quả mà ở đây muốn nói là ảnh hưởng cái cách sống, cái nhân cách, chứ không phải là vấn đề là chỉ nhân quả là chỉ không hẳn là cái nhân quả là mình ăn cắp mà con mình có tội, nhưng mà nó có hưởng chung ở trong đó. Ở cha mẹ mà gây gổ với con á, mà cứ chửi những cái lời nói nghe nó không tao nhã, con cái nó hưởng hết, con cái nó hưởng hết. Chờ Pháp Hòa có hai Phật tử nha, đạo chúa. Và khi mà nghe giảng xong rồi, bây giờ hai vợ chồng không bao giờ gây lộn trước mặt con cái. Muốn cái gì là đi làm là lên xe, hay là khi con cái đi học hết là vợ chồng nói chuyện thôi. Những cái lời nói mà không có tốt không bao giờ nói với con. Mà thậm chí muốn nói dốc một chuyện gì đó, lỡ mình có cái hẹn hay lỡ hẹn hay cái gì đó mà mình không thể về kịp được, mà mình nói để cho người ta không có buồn cái lễ lỡ hẹn của mình á, là chân cái gì không dám nói trước mặt con. Sợ nó nói tại sao mẹ không phải vậy, mẹ nói vậy. Mà mình nhiều khi ở nhà mình á, trong cái vô tình mình dạy con mình nói dốc hoài gì đó. Mình hẹn đi bác sĩ xong rồi giờ mình lỡ mình đi chơi về không kịp, mình gọi về con nói với bác sĩ nó mẹ bệnh quá đi không được. Mà mình đang đi chơi. Nó nói, ủa sao kỳ vậy? Bệnh quá đi không được, không đi bác sĩ được. Cho nên nhiều khi trong cái vô tình. Thầy ở trong chùa, sao thầy phân tích và giảng giải việc ngoài đời exactly? Dạ thưa đại chúng, cái này cũng có gì khó. Tại vì thật sự mà nói á, như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có địa ngục. Nơi nào có hội họp là nơi đó có gì? Có bàn cãi. Hội thì phải họp, phải không? Họp thì phải bàn, mà bàn thì phải cãi. Ở trong chùa mà có đông người cũng giống như mình ở một cơ sở hay là một gia đình đông người. Cái chuyện mà lặt vặt phiền não hàng ngày không thể tránh. Và thậm chí ở trong chùa cũng không phải là lúc nào cũng không có những cái gọi là phiền não, như là ích kỷ hay là ganh tức, làm sao không có được. Và hơn nữa đó, ngoài ở trong chùa hàng ngày còn biết bao nhiêu Phật tử vô trong chùa chia sẻ với quý thầy những cái việc ở trong đời. Mà nghe như vậy xong rồi nhờ nghe cái đó mà giác ngộ, cho nên gọi là duyên giác. Duyên giác là sao? Nhờ cái duyên mình nghe những việc khổ đau ngoài đời, cho nên mình giác ngộ, mình nói là mình đi đúng đường.
Pháp Hòa có những bạn học chung một lớp với Pháp Hòa, qua cùng năm rồi đi học cùng trường. Thì khi mà đi học á, mấy bạn thấy mình đi tu, không có tivi coi, không được ăn thịt cá, không được đi chơi, không được đi cái gì cũng không được hết, thì các bạn mới nói tiếng Anh á, I feel sorry for you, thấy tội anh quá. Bây giờ lâu lâu dẫn con lên thăm Pháp Hòa, ngồi không có yên, lát cái ba con muốn đi tiểu, lát ba con sữa, nó chơi ngồi đánh lộn, nó khóc ôm sùm, không bao giờ ngồi chơi được lâu. Pháp Hòa mới chào con nói, now who feel sorry for who. Xin thưa đại chúng á, là cái việc này nó không có gì khác, không phải là cái gì mình học mình chạm thì mình mới gọi là có kinh nghiệm đâu. Nhiều khi nó không chạm thẳng ngoài đời, nhưng mà cái hình thức nó không có khác, không có khác. Cho nên ở trong chùa lâu ngày rồi á, thì nó cũng có những cái trải nghiệm qua cái cuộc sống của mình. Có một cô đó, cô đạo chúa, cô lên cô gặp Pháp Hòa thì cô mới nói như thế này: tôi rất là thích nghe thầy là tại vì thầy giảng từ từ và có vẻ như điềm đạm. Pháp Hòa nói dạ không có đâu. Nếu cô nghe những băng Pháp Hòa giảng hồi Pháp Hòa 18, 19 dài cho tới 26 tuổi, cô nghe không nổi đâu, nói như bắp rang. Tại sao quý vị biết không? Tại vì lúc đó mình nói theo cái sách vở và hùng hổ của một thanh niên. Khi 30 tuổi trở lên rồi á, đụng chạm trong cuộc sống rồi, những cái tuổi của mình nó lớn và bắt đầu con người mình á, nó đầm trở lại theo cái tuổi. Thì cô cũng đồng ý như vậy. Quý vị có đồng ý là hồi 20 tuổi á, cái cách nghĩ của mình nó khác hơn 40 không? Khác chứ. Tại vì 20 tuổi là mình còn hăng lắm, nhưng mà 40 tuổi là hơi xìu, mà 60 tuổi là sợp. Thật ra cái tuổi mình càng cao, cái kinh trải nghiệm của mình càng nhiều, thì tự nhiên con người mình bắt đầu nó có cái chiều sâu. Có nhiều lúc Pháp Hòa nói chuyện á, Pháp Hòa không có phải theo sách, là theo cái sống của mình. Mình sống như thế nào, mình đã chạm như thế nào, mình đã giải quyết như thế nào, thì mang ra chia sẻ với đại chúng. Thậm chí những cái dở, Pháp Hòa nói ví dụ như mình đi tới một cái chỗ nào mà cho người ta cho free, miễn phí là hốt dữ lắm. Mà cái chỗ nào mà coi trả tiền, coi chợ lựa muốn chết nhỏ luôn vậy. Chỉ một chút đó thôi, cái tự nhiên mình giật mình, mình thấy rõ cái bản chất của con người mình. Cái gì mà miễn phí là hốt, không cần lựa. Mà hễ cái gì tổn hại tới mình là lựa. Như vậy rõ ràng tu là cái chỗ đó. Không có gì phải gọi là sợ sệt mà không nói. Bởi vì mình sao thì phải tu vậy. Cho nên mình đi chùa là mình ngồi thiền. Tại sao lúc ngồi thiền mình phải nhìn xuống? Nhìn xuống là tượng trưng cho cái hình ảnh người phải soi tâm trở lại mình. Và khi thấy bản chất con người mình như thế thì mình phải sửa thôi. Cho nên mình tu đó là mình mong mình nhận ra cái lỗi mình. Mà thấy được lỗi mình rồi thì phải sửa, thì gọi là biết tu. Còn thấy lỗi mà không sửa thì chưa tu. Mặc dù mình vẫn có danh từ là đi tu mà không có tu gì hết. Bởi vì tu là sửa, mà có sửa gì đâu thì sao gọi là tu được. Tu là chỉnh, tu là sửa. Hồi xưa tiếng mình nào ao, giờ tự nhiên chỉnh, chỉnh nó xuống. Cho nên quý vị cũng không có gì thắc mắc, tại vì em nghe dữ lắm. Bây giờ là phương tiện càng nhiều là càng nghe nhiều nha. Email nè. Mà thưa đại chúng á, gửi thư, gửi mail mà Pháp Hòa trả lời không kịp là có nhiều khi trách nữa đó. Chứ không phải bình thường đâu. Rồi có nhiều khi là phải gửi lại cái mail đó một lần nữa. Nhiều lúc Pháp Hòa check mail là cái mail nào mà nó rất quan trọng, cần thiết và trả lời trước. Còn những câu hỏi Phật Pháp đồ bình thường thôi từ từ. Còn cái quan trọng là giải quyết cái phiền não, cái khổ lụy của Phật tử trong đời sống. Còn những Phật tử mà hỏi những câu hỏi Phật Pháp từ từ không sao. Cái này nè, cái này mà không thông là khổ dài dài, cho nên ráng trả lời trước. Mà có đêm nào ngủ trước 3 giờ đâu. Một đêm Pháp Hòa giỏi lắm mà là 4 giờ đồng hồ ngủ. Đó là nhiều lắm rồi đó. Chứ có khi 2 giờ cũng có.
nói như vậy không có nghĩa là Pháp Hòa than hoặc gọi là khoe đâu, nhưng mà để nói cho đại chúng biết mà quý vị có thắc mắc sao em biết nhiều đó. Là tại vì tự nhiên bưng vô đưa em nha, em đúng không? Em đâu có phải bà Tám đâu đi hỏi. Không muốn làm bà Tám cũng riết thành bà Tám. Mày xin thưa như thế này nữa. Quý vị có nghe danh từ Bát Nhã không? Rồi. Bát Nhã có mấy loại? Bát Nhã có 3 loại. Văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật tướng Bát Nhã. Bây giờ Pháp Hòa giải thích 3 cái Bát Nhã này. Một đó là văn tự Bát Nhã, có nghĩa là chữ nghĩa. Hai là quán chiếu, tức là mình soi rọi, mình tìm tòi để mình hiểu. Và khi mình hiểu rồi, cái tự nhiên mình thực chứng đó, mình không cần chữ nghĩa nữa mà tự nhiên mình giác ngộ. Bởi vì Bát Nhã nghĩa là trí tuệ. Pháp Hòa nói như vậy để ví dụ cái trường hợp này. Thỉnh thoảng Pháp Hòa kể chuyện này chuyện kia không nhằm mục đích là nói chuyện này chuyện kia của người khác cho đại chúng nghe, nhưng mà Pháp Hòa mang câu chuyện đó nói như là văn tự Bát Nhã để đại chúng có được một cái câu chuyện thật để quán chiếu Bát Nhã. Rồi lúc nào cái chuyện này nó có đến với mình thì mình không khổ, mà mình tự an ủi với mình đây là bản chất của đời, thì cái đó gọi là thực chứng Bát Nhã. Quý vị hiểu ý và nói vậy đó. Cho khi Pháp Hòa chia sẻ câu chuyện này câu chuyện kia, Pháp Hòa không bao giờ có tâm là muốn đem chuyện của người khác nói, dạ không dám. Nhưng mà những câu chuyện thật để chúng ta có cơ hội quán chiếu và để chúng ta đạt được một cái giác ngộ sau cùng và rốt ráo là gì? Đời là vậy. Đời là vậy. Không khổ cái này sẽ khổ cái khác. Quý vị hằng ngày phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bill, nhà bill cửa, em cũng lo thôi. Em tháng cũng bill điện nè, bill ga, bill điện thoại, cũng phải về chùa mình cũng phải giải quyết. Rồi bà con quyến thuộc của mình phiền não với nhau lên nói cho mình nghe thì chùa cũng y chang thôi. Phật tử này với Phật tử kia cũng có chuyện này chuyện kia, mình cũng phải giải quyết thôi. Cho nên không có khác, chỉ có một cái khác là mình nếu ở đời thì mình xử theo đời, còn ở trong đạo thì mình xử theo đạo thôi. Và có những cái mình phải làm như lời Phật dạy là như thảo phú địa, giống như lấy cỏ mà phủ lên bùn vậy đó, cho nó qua. Cho nên ở đời có nhiều lúc á mình tự nói mình thôi kệ. Cho nên quý vị chịu khó đóng nhiều kệ một chút. Mình có kệ để giày, có kệ để tiêu, tỏi, hành, ớt gì đó, chịu khó đóng thêm số kệ nữa cho người dưng. Thôi kệ, Pháp Hòa kệ nhiều lắm mới còn tỉnh tới giờ đó. Chứ mà không kệ đó là dữ lắm à. Cho con hỏi tại sao mỗi khi con nghe kinh tụng kinh là nước mắt con cứ tuôn ra, chắc tại dư. Coi cải lương cũng khóc vậy. Có con cải lương mà khóc không? Tại sao khóc? Tại buồn, phải không? Rồi hôm nay con lại tới đây, giữa lúc đám cưới của thằng Tâm tưng tưng bừng giá tiền. Trời ơi, nghe nó ủ rũ, rồi khóc. Cho đại chúng biết á, nó có hai cái khóc. Khóc sung sướng và khóc đau khổ. Khóc đau khổ là khi ai làm cái gì mình bức xúc, mình không hài lòng là mình khóc. Nhưng mà có những giọt nước mắt do mừng mà khóc. Ở đây có ai mừng mà khóc không? Có. Pháp Hòa là tụng kinh mà cảm nhận được lời kinh là ngồi khóc. Ngồi khóc, khóc ngon lành. Quý vị biết á, tụng kinh Pháp Hoa có những ngày Pháp Hòa ngồi và khóc. Tại vì tự nhiên cái lý này nè, hồi nào giờ mình tụng á, mình không có, mình hiểu nhưng mà chưa tới. Tự nhiên hôm nay mình tụng lại cái đoạn kinh này, bao nhiêu những cái hiểu biết sâu sắc hơn về cái đoạn kinh này, nó vỡ bùng ra cái ngồi khóc, khóc mà hạnh phúc. Cho nên khi mình tụng kinh mà mình khóc á, không phải là mình khổ, mà mình cảm được lời Phật dạy mà mình khóc. Có nhiều Phật tử á, quy y mà khóc,
Tại vì không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Thưa đại chúng, là mình vui mình cũng khóc nha. Cho nên khi mà khóc tụng kinh là không sao, đừng có sợ ông ứng bà hành vậy ha. Khóc này là do mình cảm mình khóc. Pháp Hòa đó là thuộc cái kinh báo hiếu phụ mẫu từ năm 7 tuổi đó. Mà cho đến bây giờ hàng năm đến mùa Vu Lan, mỗi lần mà tụng lại cái đoạn kinh báo hiếu đó là Pháp Hòa cũng khóc. Và hoặc là nhiều khi Pháp Hòa hát những cái bài ca về mẹ đó, mà tới cái chỗ mà con nghe lòng mình trĩu nặng làm sao khi mất mẹ mà con chưa một lần báo đáp, thì những cái đoạn đó nó làm sao nó làm cho mình không cảm xúc được. Cho tụng kinh mà khóc là không sao đâu. Quý vị có mệt không? Thiệt không? Vậy ráng được ba câu nổi không? Ba câu nữa thôi nha, đừng đưa lên nữa. Ủa? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy dùm con điều này. Đôi khi vì cuộc sống hay vì phải bảo vệ gia đình, con cứ phải sân si, mặc dù trong lòng con không muốn. Vậy trong những trường hợp như vậy con phải làm sao đây? Ở trong nhà Phật á, nó có một cái danh từ là thị hiện. Có nhiều ly mình không muốn sân, nhưng mà phải giả bộ sân. Sân để làm gì? Đâu có lợi ích gì cho mình. Nhưng mà mình thị hiện để nhằm một mục đích, hóa giải một vấn đề. Pháp Hòa nhớ có một lần Pháp Hòa coi một cái phim, mà đến một cái chỗ đó người ta chiếu thì mình cũng đứng mình xem. Thì có cái anh đến tới nhà bạn gái chơi, thì ba mẹ của bạn gái không có thích ảnh lắm. Cho nên mỗi lần mà ảnh đến nói chuyện hồi thì ông bà nhớ chuyện hồi xưa làm sao không biết, nên cái giận lên, cái bắt đầu ảnh cổ sợ anh này bị đòn. Cái cổ giả bộ cổ giận lên, cổ đuổi: anh đi tới đây làm gì, anh đi về đi, đi về đi. Mà mục đích là anh cổ giải dây, giải dây cho bạn trai, nhưng mà giả bộ sân để ông bà già nói nó sân vậy tốt, nó đuổi nó đi. Giải dây. Thì nhiều khi trong cuộc đời này á, chúng ta phải thị hiện những cái tướng hầu chúng ta có thể giáo hóa một cái việc gì đó, mà không phải từ cái lòng mình muốn, mặc phải thị hiện. Cũng giống như quý vị thấy ở trong chùa có thờ cái ông mà lưỡi dài không, mà mình hay gọi là ông Tiêu á. Cái ông đó ông lưỡi dài vậy nè, mặt ông phừng lửa, trên đầu ông có ba cái ngọn núi á. Chúng ta thường gọi là ông Tiêu á. Nhìn ông dữ không? Nhìn sợ. Nhưng mà biết ông đó là ai không? Quan Âm Bồ Tát thị hiện đó. Quan Âm Bồ Tát thị hiện ra cái ông đó đó. Tại sao vậy? Bởi vì ở trong cái giới cô hồn á, trong cái giới cô hồn phải có người cô hồn để thống lãnh. Mà mặt hiền quá sao thống lãnh? Cho nên Quan Âm Bồ Tát phải thị hiện giận dữ lên, để làm sao thống lãnh diếp hóa được loài cô hồn này. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên trong chùa đó, chúng ta thường có cái danh từ là hộ pháp. Thì ở đây cũng vậy, Phật tử này không có muốn giận, không có muốn sân, nhưng mà vì giúp cho gia đình cho nên phải giả sân. Có nhiều lúc đó, con của mình đó, mình phải nạt nó một tiếng. Để làm gì? Để nó chấm dứt cái chuyện đó đi, mà nó đừng có cái đó nữa. Rồi Pháp Hòa nói thị hiện của thiền sư cho quý vị nghe. Có một cái ông đó, ổng vô ổng muốn hỏi chuyện này chuyện kia, mà ổng cứ hỏi hoài mà cái tâm ổng nó không có yên. Tu hạnh bao nhiêu mà thích nói chuyện đạo lý cao siêu lắm. Thì bữa đó ổng vô hỏi thì vị hòa thượng mới nạt ông một câu, thì ngang đó ông dứt. Thì nói là hòa thượng sao mà sân. Thưa hòa thượng không có sân, nhưng mà phải giả sân. Nếu trả lời ông này thì sẽ đưa ông đi theo mông lung nữa, mà không có giải quyết được vấn đề. Cho nên một tiếng hét của hòa thượng là chấm dứt, để ông đừng có, nghĩa là cái tâm của ông đừng có chạy nhảy đâu nữa. Có một vị thầy, một ông cư sĩ vô hỏi, mà là ông là quan. Ông hỏi hòa thượng: bạch hòa thượng, ở trong phổ môn phẩm, phổ Quan Âm phổ môn có câu là đọa vào nước quỷ la sát, vậy thì quỷ la sát là gì? Hòa thượng giơ tay sáng ông một bạc tay. Ông nổi sân lên,
Hòa thượng nói mô Phật La Sát có rồi, giải quyết liền chỗ đó. Quý hiểu ý ha. Bạch Hòa thượng, địa ngục là gì? Ông Hòa thượng đạp một đạp, ông nằm xuống đất luôn, ông ngồi dậy, ông rước Hòa thượng chạy. Hòa thượng nói mô Phật địa ngục tới rồi, địa ngục tới rồi. Cái ông này ông giật mình, ông giật mình là Hòa thượng đã khai thị rồi. Cái ông giật mình, cái ông nói ô con xin lỗi Hòa thượng, con xin lỗi Hòa thượng. Nói mô Phật thiên đường có mặt. Thôi mình dừng đây đi, mấy câu hỏi này để mai trả lời tiếp. Thôi thì thưa đại chúng, đêm đã tàn, sương đã lạnh, người đã mỏi, bụng đã đói, mắt đã mờ. Phong Hòa xin tạm dừng ở đây và xin hẹn đại chúng vào sáng ngày mai ở hội trường. Và trước khi quý vị ra về, Phong Hòa xin thành thật cảm ơn đại chúng đã thương và đến đây ủng hộ, làm cho Pháp Hòa được lên tinh thần. Sự hiện diện của quý vị rất là vui, và xin cảm ơn rất là nhiều những tình thương của quý vị đã dành cho Pháp Hòa trong suốt những thời gian dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà quý vị đã gặp Pháp Hòa trong dĩa rồi phải không? Rồi hôm nay được gặp trong chén, gặp trong tô. Ai đói bụng thì nhớ lát kiếm tô. Và chúc đại chúng ngủ ngon, và ngày mai mình sẽ gặp. Xin hồi hướng, xin quý vị chắp tay, chúng ta cùng kết thúc.